Thưa quý vị và các bạn, khách du lịch Hàn Quốc chiếm đến 40% tổng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng. Hàn Quốc là một trong năm quốc gia, vùng lãnh thổ có số lượng dự án và vốn đầu tư cao nhất vào thành phố Đà Nẵng đến thời điểm này. Và dự báo dòng vốn FDI Hàn Quốc vào Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Hàn Quốc là đối tác quan trọng về đầu tư thương mại du lịch của thành phố Đà Nẵng. Những năm trước khi COVID-19 diễn ra, có 19 đường bay quốc tế, tần suất 214 chuyến một tuần từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng. Về đầu tư, tính đến tháng 11 năm 2021, Hàn Quốc là một trong năm quốc gia vùng lãnh thổ có số lượng dự án và vốn đầu tư cao nhất vào thành phố Đà Nẵng, với 233 dự án, tổng vốn đạt 378 triệu đô la Mỹ. Công ty LG chúng tôi đã thành lập tại Đà Nẵng được một năm nay. Quy mô nguồn nhân lực cũng tăng rất nhanh trong suốt một năm qua khi thành lập. Chúng tôi cũng đã thành công trong việc tuyển dụng được nhiều nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chúng tôi cho rằng Đà Nẵng là thành phố hấp dẫn trong sản xuất kinh doanh và đầu tư. Mặc dù làn sóng đầu tư của xứ sở Kim Chi vào Đà Nẵng có chậm lại so với thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19, nhưng vẫn dẫn đầu trong các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Đà Nẵng. Theo ông An Minh tổng lợi sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, thì trong thời gian tới, chắc chắn nguồn vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Đà Nẵng sẽ lớn hơn. Bởi lẽ, dư địa để đầu tư mới, bổ sung vốn mở rộng các dự án ở Đà Nẵng còn rất lớn, đang được các nhà đầu tư Hàn Quốc đặc biệt quan tâm. Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ làm tốt hơn vai trò cầu nối cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Đà Nẵng. Hàn Quốc là nước đứng số một về đầu tư vào Việt Nam, hiện có hơn 8.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, tập trung chủ yếu ở phía Bắc và phía Nam, ở miền Trung chỉ chiếm chưa tới 5% số doanh nghiệp. Tôi cho rằng đây có thể xem là tiềm năng, là một vùng đất đáng để tìm hiểu cơ hội đầu tư. Vậy nên tôi hy vọng sẽ ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào khu vực miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng vị trí số 1 về đầu tư tại Việt Nam với hơn 9.000 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt trên 71,5 tỷ đô la Mỹ. Trước cơ hội tiếp tục đón nhận làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc, chính phủ Việt Nam đã và đang hoàn thiện mô hình cơ chế chính sách để thu hút đầu tư. Thành phố Đà Nẵng cũng đã xác định Hàn Quốc là một trong những đối tác trọng điểm có tiềm lực mạnh về tài chính, kỹ thuật và đang tập trung đẩy mạnh kết nối xúc tiến kế hoạch đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.